Chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video chia sẻ cho các bạn cách chuyển màu như thế này nha các bạn nhé. Thì điều đầu tiên chúng ta bật cái ứng dụng CapCut lên nha các bạn nhé. Ở đây chúng ta thêm một cái dự án mới này. Ở trên mạng hoặc là các bạn có thể quay một cái đoạn video trước đấy nha các bạn nhé. Có hình ngón tay chỉ nha các bạn nhé. Sau đấy chúng ta tắt cái phần âm thanh này. Bước tiếp theo chúng ta chọn cái âm thanh. Âm thanh gì này chúng ta lấy ở một cái đoạn nhạc ở trên mạng nha các bạn nhé. Ở đây mình đã trích xuất này các bạn này. Mình cũng lấy cái đoạn âm thanh này, mình sẽ chỉ chi tiết cho các bạn. Sau đấy chúng ta bấm khớp nha các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta nghe lại và thêm nhịp nha các bạn nhé. Đấy các bạn thêm nhịp này, sau đấy thêm xong nha các bạn nhé. Mình xem cái đoạn đầu xem đúng chưa nha các bạn. Đây thêm nhịp, ở đây mình xóa đi nha các bạn nhé. Rồi nó khớp rồi, chúng ta bấm tích V này các bạn này. Rồi sau đấy các bạn thấy nút chấm màu vàng nha các bạn nhé. Chúng ta đổi này. Chúng ta bấm cái video này, chúng ta bấm tag nhé. Khi nào đoạn nào ở chỗ cái nút vàng là chúng ta bấm tag này các bạn này. Đây chúng ta bấm tag. Mấy cái nút vàng là chúng ta bấm tag hết nhé các bạn nhé. Chúng ta bấm tag này. Chúng ta tag hết video. Sau đấy chúng ta đổi màu sang màu khác nhé các bạn. Sau khi tag xong chúng ta vào video tiếp các bạn này. Chúng ta chọn cái đầu tiên nhé các bạn nhé. Chúng ta đổi màu, chúng ta thêm cái bộ lọc nha các bạn nhé. Ở đây có rất là nhiều cái bộ lọc khác nhau, chúng ta có thể chọn cái màu khác nhau nha các bạn nhé. Ở đây là mình chọn cái phong cách, chọn màu đỏ đầu tiên rồi các bạn ạ. Rồi chúng ta chọn cái video thứ hai, chúng ta chọn cái màu khác nhé các bạn nhé. Ở đây tương tự như thế, và mình chọn cái màu xanh chẳng hạn. Ở đây mình chọn cái màu khác. Ở đây mình cũng chọn cái màu khác nhé các bạn nhé. Chúng ta chọn cái bộ lọc này. Ở đây có rất là nhiều cái bộ lọc khác nhau nha các bạn nhé. Đây chúng ta có thể cho sáng này. Bước tiếp theo chúng ta chọn cái video tiếp theo. Ở đây có rất là nhiều cái hiệu ứng khác nhau, cái màu sắc khác nhau các bạn. Đây chúng ta chọn cái này. Tương tự như thế chúng ta chọn tiếp các bạn. Ở đây có rất là nhiều màu nha các bạn nhé. Ở đây chỗ phong cách này có rất là nhiều màu này. Làm tương tự như thế các bạn có thể chọn ở trong này có rất là nhiều màu sắc khác nhau nha các bạn nhé. Sau đấy chúng ta bấm tích V và xem là kết quả này các bạn này. Đấy, rất là đơn giản đúng không các bạn? Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn thấy hay và nhớ làm được thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại.